trong cái phần là huân chương giác đấu anh em. Như ở server của chúng ta là đang huân chương giác đấu, là lúc đầu khi mở server thì nó sẽ mở chúng ta là Robert ha. Còn lần này thì em thấy mới phất phơ qua đó là con Kay ca phẩy đấy. Thôi cho anh em mấy ông top ở bên này coi mà ông chơi cái đội hình gì anh em. Đây. Đây anh em nhìn hoảng chưa? Nhìn hoảng chưa? Anh em thấy nhìn hoảng chưa anh em? Mình sẽ mở thêm cho anh em một cái hình ảnh, đó là sự kiện lấy con ly anh em. Ông nào chơi team hỏa thì nên chú ý ha. Hello anh em, anh em quay trở lại kênh của mình nha. Thì trước mắt anh em cũng thấy cái điều gì kỳ lạ anh em. Đó. Thì ở bên này là cái KOF All-Star ở bên server bên Trung nha anh em. Đó. Như anh em thấy thì nó có nguyên một vàng sự kiện ở trên này luôn, nhìn rất là thích mắt luôn anh em. Đó, nguyên một nồi luôn nè. Thì mình tí hồi nữa mình sẽ nhấp vào từng cái cho anh em coi. Coi bên sự kiện này nó như thế nào mà tại sao nó lại nhiều như vậy nè. Nhấp cái đầu đi. À, cái này hình như là đua tớp nhận chiến hồn nè anh em. Đua tớp nhận chiến hồn nè, cái ký hiệu 3 sao nè, để coi không biết cái chiến hồn này chiến hồn gì anh em nha. Đây anh em, đấy, ui cha con này nữa. Con này là con gì tự nhiên quên tên anh em, anh nào biết tên hãy comment dưới ha, tự nhiên quên tên rồi, nó là con gì á, nó là chuyển hóa thành gì đấy. Còn cái vật phẩm này hình như là không biết là vật phẩm gì luôn anh em ơi, hình như là cái vũ khí, thức tỉnh vũ khí thì phải. Đấy, rất là nhiều cái mới luôn anh em coi nè. Đấy, là chiến hồn 5 sao nè anh em. Này đua top khá là nhiều luôn. Đây là tinh hoa nè, tinh hoa chiến hồn nè. Đấy, ở đây là cái phần hoạt động nè anh em. Gì đây, ui da, những quà ẩn nữa hả. À, đây phần để coi coi cái phần này là phần gì. Chà, chúng ta sẽ nhận được những mảnh kim nữa anh em. Cái này là lễ hội 7 ngày đó anh em. Chà, 100 là sẽ nhận được cái đai lưng, cái đai vũ khí thức tỉnh vũ khí của kim nữa nè anh em. Đấy, anh em nào chơi team cực hạn lưu thì nên lưu ý những cái sự kiện này ha. Đó, để anh em chuẩn bị ha. Con này là gì đây? Chà, lại thêm một cái đua nữa anh em. Chà, con Kay nè anh em. Con ca phẩy nè. Đây là sự kiện đua ca phẩy nè anh em. Thì tiếng Trung không à, nên mình cũng không có biết là cái cách thức để lấy nó như thế nào. Đấy, anh em coi nè. Trời ơi, được con Kyo nè anh em, Kyo nè. Con này con Rio chứ. Và được cái mảnh vũ khí của nó nè anh em. Được vũ khí của nó nè, thức tỉnh nữa nè. Cái này hình như là tiêu kim ngơi mua anh em, mua kim cương, mua bằng kim cương ha. Rồi, khá là ngon luôn anh em ơi. Chà sao nữa nè, này tính năng này chưa có ra mắt ở cái server của chúng ta. Đây là quà nạp đầu rồi, không nói rồi anh em. À, đây là VIP rồi, không nói rồi. À, có một cái nữa là muốn mở cho anh em coi, đó là ở trong cái phần là huân chương giác đấu anh em. Như ở server của chúng ta là đang huân chương giác đấu, là lúc đầu khi mở server thì nó sẽ mở chúng ta là Robert ha. Còn lần này thì em thấy mới phất phơ qua đó là con Kay ca phẩy đấy. Như đợt trước mình cũng nói là làm một cái video đó là cái sự kiện lấy con ca phẩy đó, là nó sẽ có ở những đâu thì mình đã làm video rồi. Thì bây giờ thì mình đã mở lại cho anh em coi. Hồi trước là nó chỉ là hình ảnh thôi anh em, hình ảnh thôi. Còn đợt này là mình đã vào thẳng game mà mình đã review cái sự kiện cho anh em coi luôn. Đấy, đây ca phẩy nha anh em. Đấy, ông nào chơi team cực hạn cũng như là ông nào thích bỏ con ca phẩy vào team lửa cũng khá là ok. Con ca phẩy chơi team lửa cũng được nha anh em, bởi vì nó có skill thiêu đốt đấy. Đấy, đây là cái cách huân chương giết đấu lấy ca phải nha. Đấy, trò nguyên một vàng luôn anh em. Nhìn đã mắt thiệt. Và có luôn cái vũ khí thức tỉnh của ca phải luôn anh em. Quá ghê. Nhìn là thấy ham hố rồi anh em. À, đây là online vậy đây anh em. Có rất là nhiều sự kiện luôn. Mình nhìn mình cũng không có biết là cái cách lấy như thế nào. À, nói chung là nạp anh em. Cái tiền này là cái tiền nhân dân tệ nè. Đây là nạp này. Đấy, khá nhiều cái sự kiện luôn. Đây là một cái bóc để chúng ta dạng như cái này là quà giảm giá thôi, nhấn vào thử coi. Ui, cái này hình như là được nhận anh em ơi, được hình như là mình tích mình ợp càng lâu thì chúng ta nhận càng nhiều thì phải anh em. Chúng ta sẽ bỏ thêm kim cương để chúng ta mua thêm được nữa nè anh em. Đây là, đây bỏ thêm 100 kim cương để mua thêm nữa nè anh em.
Đấy, không biết sự kiện gì luôn mà nó cho quá trời điểm kinh nghiệm rồi các thứ, kể cả kim cương nữa. À còn một cái nữa mình muốn mở cho anh em, à để mình vào nhận thư coi nè. Mấy bữa rồi, nói chung là này Eclon thôi anh em, Eclon thôi. Mình vào để mình coi soi sự kiện cho anh em coi thôi anh em. Soi cho anh em mấy ông top ở bên này coi mà ông chơi cái đội hình gì anh em. Đây. Đây anh em nhìn hoảng chưa? Nhìn hoảng chưa? Anh em thấy nhìn hoảng chưa anh em? Chứ à con khai nữa nè anh em. Đội hình bây giờ cái đội hình của mấy ông này ui cha, Iori và Iori dị, hai con này có thể bỏ vào chung một team nha anh em. Mình tỉ thí cho anh em coi khi vào ở trong này thì nó sẽ như thế nào. Thì cái server ở bên chung này thì nó hình như là mình nghe nói là nó cách chúng ta tầm cách 5 đó anh em. Đấy anh em coi kìa. Ồ búp với một nôi vào đánh những cái hạt mà nó cùi quá, nó vào nó quạt mấy cái là banh xác hết anh em. Ôi ôi đấy anh em, cái con này hình như là nó búp giáp cho giáp siêu cho nguyên một team luôn anh em, giáp ảo đấy cho nguyên một team luôn nè. Wow đấy đó, mấy ông top ở bên này anh em coi thấy khủng không anh em. Còn đây nữa này, ui cha, con này con gì anh em nhỉ. Nói chung là cái tựa game Quyền Vương Chiến ngày xưa, Quyền Vương 98 hồi đó là mình cũng không có chơi, nên mình cũng không biết là những cái con tướng này mình không có rành lắm, nên chắc mình sẽ tìm hiểu thêm. Còn anh em nào rành về các con tướng này rồi thì hãy kìa bên dưới ha, tên rồi của tụi nó. Nhiều khi mình làm review mà mình không có biết tên của tụi nó thì nhiều khi anh em cũng chê, nhưng mà thôi mình xin chấp nhận anh em. Nên anh em nào biết về những cái con tướng này thì hãy kìa bên dưới ha. Trời ơi Iori vậy thì anh em thấy nó ở trong này thì nhiều ông top này cũng chơi anh em, cả các Orochi nữa. Bây giờ cái sự gọi là chơi chung một team, một cái nhánh gọi là ví dụ như là cực hạn lưu xíu viêm điện hỏa nó đã nằm ghét qua một bên rồi đó. Con nào mạnh thì ổng nhét vào team thôi anh em, con nào mạnh ổng nhét vào team thôi, không có cần là bên này vẫn chơi Kula cho anh em. À bên này là sẽ có thêm sao đỏ anh em thấy không em. Đấy, 7 sao rồi, 7 sao và có sẽ up thêm được sao đỏ nữa anh em nha, sao đỏ nữa nha. Ôi mẹ ơi, 7 sao nó đuối rồi, up sao đỏ nữa anh em. Đây, anh em thấy con Iori nó đã nhảy thêm một cái sao đỏ nữa nè anh em. Đấy, bởi vậy cái tựa game này anh em chơi lâu dài cũng khá là ok. Còn vào trong cái shop cho anh em coi nha. Thì bữa mình cũng có review về những cái shop này rồi. Đây là như là shop tranh bá này. Không, shop này là shop của đấu trường. Shop đấu trường thì cái mảnh của con Lirat thì cũng đã bán ở trong này, thì bữa mình cũng nói anh em rồi. Đấy, mảnh của boss này ha, con này nhiều âm muốn kêu không phải boss, nhưng mà mình thôi mình cứ kêu nó là boss đi anh em. Và cũng như là 64.000 điểm của đấu trường thì chúng ta sẽ mở được cái vũ khí thức tỉnh cho con Lirat anh em, con Ly ha. Hồi bữa là mình thấy cái vũ khí này rồi, nhưng mà mình tưởng con Mai, bởi vì nó khá là giống nhau anh em. Con Mai nó hầm hố hơn, con này thì nó sẽ không hầm hố lắm. Nên là đây là cái vũ khí thức tỉnh của con Ly rồi. Đấy, chúng ta qua bên bên này đi. Đấy, nó vẫn như vậy nha anh em. Kasumi này phải. Đấy, review star cho anh em coi. Đấy, khi mà mình đạt được cái level nhất định thì nó sẽ mở thêm những cái shop anh em. Đấy, anh em ủng hộ thì mình sẽ review thêm và những cái những cái tính năng ở bên server Trung Quốc này để sau chúng ta sẽ chuẩn bị ha anh em. Ồ, được chọn nữa hả? Con này con gì đấy ta? Chọn để làm nhiệm vụ hay sao anh em? Để chọn để được nhận luôn anh em. Chưa à? Chưa à? Mình chắc là mình phải bổ cập thêm cái kiến thức về những cái con tướng này thôi anh em. Hồi đó không chơi Quyền Vương 98 nên giờ hơi ngu. Đó, anh em chửi là đúng rồi. Ok, thì đây là đang có sự kiện lấy con khay. Mình sẽ mở thêm cho anh em một cái hình ảnh, đó là sự kiện lấy con Ly anh em. Ông nào chơi team hỏa thì nên chú ý ha. Như mình là mình cũng nên chú ý nè. Đây anh em, mình lưu cái tấm hình này về để mở cho anh em coi cho nó dễ. Đây anh em, con Ly này nó cũng giống như là cái huân chương giác đấu vậy đó, nhưng mà nó sẽ có là cái sự kiện lấy. Anh em nó hơi nhỏ một tí ha. Đây, nguyên một con Ly luôn nè anh em. Đấy, cái con Ly này sau thì mấy ổng sẽ nhét vào cái sự kiện huân chương giác đấu. Đó, 500k.
để lấy được con ly. Nói chung là cũng khá là ổn, ổn áp. À, nếu mà sau này nó nhét được ở trong cái huân chương này thì nên bỏ ra 500k để anh em lấy huân chương. Đỡ hơn là khi mà quay, ví dụ như là đang có sự kiện Rugat á, mà anh em quay á thì rất là tốn kim cương luôn em. Con em nạp 500k là rất là dễ lấy về cái con này rồi. Nên mình thấy là con này nếu mà lấy thì nó sẽ nhét vào cái sự kiện này là dễ lấy hơn em. Còn đua top ở bên kia, ở bên rút thẻ hẹn giờ đấy, ví dụ như là đang con Lurat Orochi như ngày xưa đấy, như mấy đợt trước ấy, thì nó rất là tốn luôn đó. Và nhét vào trong này thì mình hy vọng là, không biết sự kiện này khi nào nó ra, nhưng mà nếu mà sự kiện này nó ra rồi á thì mình nghĩ là cái sự kiện rút thẻ thì chắc và sẽ có cái con ly này rồi. Sau thì cái sự kiện này nó mới ra anh em đó, thì em nên chuẩn bị ha. Ông nào chơi team lửa như mình đó thì nên chuẩn bị cái này đó, mình thấy khá là ok. Hãy review những cái sự kiện này trước cho anh em coi để anh em có tinh thần chuẩn bị. Nhiều ông là coi video của mình xong là chuẩn bị được thận đồ các thứ nè, rồi lúa rồi các thứ nè, cũng như là ví dụ như là đua tớp rồi các thứ đó, anh em biết ngày nào đó, anh em chuẩn bị cho nó dễ đó. Thì anh em thấy cái kênh của mình nó bổ ích thì anh em hãy cho mình một like, một share và một theo dõi kênh nha. Đó, rồi còn có nhiều cái mới lắm anh em, thì mình sẽ phổ cập thêm những cái tên con tướng để vào trong cái server Trung Quốc này để review cho anh em về những tên nó không có bị khẩn anh em. Rồi thì đó là video ngày hôm nay. Nếu anh em thấy hay đừng quên like, share, những theo dõi của mình nha anh em. Cảm ơn rất nhiều nha.